Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp công dân định kỳ tháng 9. Đảm bảo các điều kiện cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 cho ý kiến và các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong tháng 10 tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9. Cùng dự có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Trí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến các yếu tố phức tạp có khả năng phát sinh thành các vụ việc khiếu kiện, tố cáo đông người như việc triển khai các dự án nhà máy xử lý rác thải, nghĩa trang tập trung, chuyển địa điểm trường học từ địa điểm cũ sang địa điểm mới ở huyện Bình Xuyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Ban tiếp công dân tỉnh bố trí cán bộ thực hiện việc tiếp dân, phân tích, giải thích rõ ràng các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của tỉnh, ý nghĩa xã hội khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nghĩa trang tập trung khi có công dân đến khiếu nại, tố cáo về nội dung này. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo công an tỉnh, chính quyền các địa phương tăng cường công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực đầu tư xây dựng các dự án. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc nghe Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2022. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phiên khai mạc sẽ có khoảng 400 đại biểu khách mời tham dự. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, quy chế, chương trình, kịch bản điều hành đại hội, đề án nhân sự Ban chấp hành, triển khai lấy ý kiến các cấp hội tham gia vào dự thảo các văn kiện. Cơ bản nhất trí với các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7. Các đại biểu đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh cần có kịch bản điều hành chi tiết đại hội, bảo đảm các phương án bầu nhân sự đúng quy định của Đảng, của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, sắp xếp thực hiện các nội dung để đại hội diễn ra khoa học, logic, thống nhất. Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu Thường trực Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục ra soát, điều chỉnh nội dung chương trình đại hội phù hợp hơn, nghiên cứu bổ sung thêm nhân sự tham gia ban kiểm phiếu, tiếp tục thẩm định kỹ lưỡng các tham luận, bảo đảm chất lượng, trọng tâm, ngắn gọn, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đại hội, có phương án đưa đón, bảo đảm nơi ăn ở cho các đoàn đại biểu, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan cần lựa chọn điểm nhấn, có trọng tâm, trọng điểm, ý nghĩa. Với phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tin tưởng Thường trực Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 cho ý kiến và các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong tháng 10 tới và một số nội dung quan trọng khác. Cho ý kiến và báo cáo kết quả phát triển đề án văn hóa công vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh,
Đây là một trong những nội dung quan trọng cụ thể hóa khâu đột phá về công tác cán bộ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở ngành địa phương ra soát triển khai các nội dung nhiệm vụ trong đề án đảm bảo hiệu quả đồng bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra việc triển khai đề án của các sở ban ngành địa phương. Đối với báo cáo tổng hợp bước đầu về kết quả kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, theo thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy và những nội dung tiếp tục triển khai thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, đợt kiểm điểm này là một đợt tổng ra soát nhằm phát hiện các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Vì vậy, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần báo cáo kiểm điểm cụ thể rõ ràng, đầy đủ hơn về công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai theo kế hoạch 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Quán triệt một số nội dung liên quan tới triển khai các đề án theo kế hoạch 182 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành lưu ý các sở ngành địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các đề án cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Bởi chỉ có xây dựng được đề án mới có cơ sở để bố trí nguồn lực thực hiện. Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai là lĩnh vực quan trọng, trách nhiệm trước tiên là chính quyền các cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xử lý các vi phạm về đất đai theo kế hoạch 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu xảy ra vi phạm mới mà không xử lý triệt để. Cùng với đó, các sở ngành địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2026. Dự thảo quyết định điều chỉnh bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại quyết định số 62 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng 9 tháng năm 2022. Báo cáo kết quả xử lý các tồn tại về vi phạm đất đai theo kế hoạch 54 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác quản lý nhà nước tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2022. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tháng 9 năm 2022. Thông qua các nội dung chuyên đề trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp tới và một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đề nghị tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quyết liệt cụ thể hóa các nhiệm vụ của chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện cam kết, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thành ủy tập trung rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu tổ chức hội nghị có sự tham gia của các sở ngành của tỉnh nhằm giúp thành phố tháo gỡ những khó khăn, có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó được giao trong năm. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị 3 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quyết liệt xử lý các vi phạm về đất đai, quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp huyện Tam Đảo năm 2022 họp triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo. Đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại tá Nguyễn Văn Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang đánh giá cao sự chuẩn bị các bước kỹ càng đầy đủ của huyện Tam Đảo
để phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy cần bám sát các chỉ đạo, yêu cầu của tỉnh, cơ quan quân sự tham mưu cho huyện Tam Đảo xây dựng đầy đủ văn kiện diễn tập, mọi công đoạn cần chuẩn bị xong sớm, tránh bị động thiếu sót. Dự toán kinh phí đảm bảo cho diễn tập, xây dựng kế hoạch điều hành, nội dung diễn tập phải kỹ lưỡng, khoa học, toàn diện. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, âm thanh, ánh sáng, an toàn thông tin trong suốt quá trình diễn tập. Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Tam Đảo lên kế hoạch ý tưởng diễn tập, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và toàn diện. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đặc biệt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để huyện Tam Đảo chuẩn bị tổ chức diễn tập phòng thủ diễn ra thành công. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều nay đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc đã đi tiếp xúc cử tri. Tại xã Hồ Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Thái Quỳnh Mai Dung, ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã tiếp xúc với đại diện cử tri các xã thị trấn của huyện Tam Đảo trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng dự có đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đề cập đến những vấn đề nóng trong thực tiễn đời sống xã hội, cử tri các xã của huyện Tam Đảo đề nghị các cấp ngành nghiên cứu tăng thuế đối với cá nhân sở hữu nhiều bất động sản, ban hành quy định hướng dẫn về việc giải quyết tồn tại về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và hàng tháng hỗ trợ chi phí hoạt động cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối nhà nước, quan tâm đầu tư khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong hệ thống hạ tầng giao thông, sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng các công trình cấp nước sạch nông thôn vì đã nhiều năm chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực. Cử tri thì chúng tôi đánh giá rất cao cái kết quả làm việc của các đại biểu cũng như được của Quốc hội trong vấn đề điều hành phát triển kinh tế vĩ mô. Thì những cái kết quả đó thì là cử tri chúng tôi cũng rất là quan tâm và cũng là ghi nhận những cái thành quả đó của các đồng chí. Thế nhưng mà bên cạnh những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề kinh tế của trong nước trong tỉnh thì tôi cho rằng là các ông bà nên quan tâm đến những cái tồn tại hạn chế, bởi vì cái này liên quan đến tất cả những vấn đề tồn tại hạn chế thì nó vẫn là nguyên nhân chính gây đến dư luận bức xúc trong tập quần chúng nhân dân. Chính vì vậy đây là những cái vấn đề mà các cấp ngành của các cái địa phương mà cần quan tâm giải quyết. Cái này thì chúng ta cũng nên chỉ ra và cũng có cái giải pháp như thế nào về lâu dài. Qua cái luật đất đai và thuế thì đề nghị các ông bà đại biểu Quốc hội và các cấp các ngành nghiên cứu tăng thuế đối với cá nhân sở hữu nhiều bất động sản, nhiều giấy chứng nhận quyền đất và cập nhật hệ thống thông tin quốc gia để đảm bảo cái tăng thu ngân sách cũng như tạo công bằng xã hội, thúc đẩy dòng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã tiếp thu kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan trung ương, đồng thời đề nghị các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo giải trình làm rõ những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, thông tin cụ thể để cử tri được biết. Tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh gồm ông Lê Tất Hiếu, tỉnh ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tiến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp xúc với đại diện cử tri của 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Lập Thạch. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trong 8 tháng năm 2022, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Đại diện cử tri các xã thị trấn của huyện Lập Thạch phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và mong muốn các đại biểu tiếp tục bám sát cơ sở, mang tiếng nói của cử tri và nhân dân huyện Lập Thạch đến với Quốc hội, đồng thời phát huy tốt vai trò đại diện nhân dân, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30/2021 của Quốc hội về các chính sách phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Y tế và một số sở ngành liên quan. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều giải pháp, chính sách đã được ban hành, triển khai, vận dụng,
trong đó có nghị quyết số 30 của Quốc hội để tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vướng mắc khó khăn trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế nhanh chóng tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện nghị quyết 30 để báo cáo với Quốc hội, trong đó cần làm rõ thêm các khó khăn vướng mắc về thể chế. Đồng chí nhấn mạnh hiện nay thế giới chưa tuyên bố hết dịch, hàng ngày chúng ta vẫn còn phát hiện các ca nhiễm nên việc phòng chống dịch vẫn không được chủ quan, lơ là. Do vậy, Bộ Y tế nghiên cứu để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội kéo dài thêm thời gian thực hiện một số chính sách trong nghị quyết 30, nhất là liên quan đến mua sắm thuốc men, vật tư y tế để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Các địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt trong công tác tiêm phòng vaccine. Chính quyền các địa phương phải vào cuộc tháo gỡ khó khăn về thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế của địa phương mình. Sáng nay, huyện Vĩnh Tường tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống xã Đại Đồng. Tới dự có lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lễ hội truyền thống xã Đại Đồng là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian được thực hành từ xa xưa và duy trì qua các thế hệ, nhằm củng cố tinh thần đại đoàn kết cộng đồng và tưởng nhớ công đức của vị Thành Hoàng là Bán Thiên Đại Vương. Theo truyền thuyết, Ngài là vị tướng tài thời Hùng Vương thứ 6, đã có công đánh đuổi giặc Ân xâm lược, dạy dân bách nghệ trăm nghề. Đến nay, trải qua những thăng trầm và biến thiên lịch sử, lễ hội truyền thống xã Đại Đồng vẫn duy trì tổ chức định kỳ lễ hội Châu Dơm Bò Dạ ngày 4 tháng Giêng, lễ hội Rước Kiệu ngày Tiệc Sinh Thánh ngày 20 tháng Giêng, lễ hội Tiệc Mừng Công, lễ Rước Kiệu tháng 9. Với giá trị ý nghĩa vô cùng to lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống xã Đại Đồng đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia năm 2021. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của nhân dân xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng nay tại sân vận động thể dục thể thao huyện Vĩnh Tường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thi đấu môn chạy việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6. Bộ môn chạy việt dã nằm trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 với sự tham gia của hơn 20 vận động viên đến từ 5 huyện thành phố, đơn vị tranh tài ở hai cự ly gồm 3.000m nữ và 5.000m nam tính giải cá nhân và đồng đội. Trong ngày thi đấu hôm nay, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần quyết tâm thi đấu, các vận động viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất từng nội dung thi của mình, phấn đấu đạt thành tích cao. Ban tổ chức đã trao huy chương các loại ở nội dung cá nhân, đồng đội, huy chương vàng nội dung cá nhân nữ thuộc về vận động viên Cao Thị Hồng, huyện Yên Lạc, huy chương vàng nội dung cá nhân nam thuộc về vận động viên Nguyễn Quốc Anh, thành phố Vĩnh Yên, huy chương vàng đồng đội nữ thuộc về thành phố Vĩnh Yên và huy chương vàng đồng đội nam thuộc về huyện Yên Lạc. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày mai 28 tháng 9, tại Quảng trường Nhà hát tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao đã được các đơn vị hoàn tất. Tại khu vực Quảng trường Nhà hát tỉnh, các hạng mục phục vụ cho lễ khai mạc đang được gấp rút hoàn thành. Các khối lực lượng tham gia diễu hành và đồng diễn luyện tập các nghi thức quan trọng trong không khí khẩn trương và nghiêm túc. Tất cả để mang đến một màn biểu diễn đặc sắc cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao diễn ra vào tối mai. Nhiều ngày nay thì đoàn vận động viên thành phố Phúc Yên đã luyện tập rất là tích cực để tham gia các môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6. Để tối ngày mai sẽ có một màn biểu diễn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc được diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh màn diễu hành, điểm nhấn nổi bật của lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề Vĩnh Phúc chắp cánh ước mơ, được dàn dựng kỹ lưỡng và đầu tư công phu, cũng đang bước vào những khâu tổng duyệt cuối cùng. Đây không chỉ là cuộc biểu dương lực lượng, mà còn thông qua đó gửi gắm những nét đẹp văn hóa của mảnh đất và con người Vĩnh Phúc. Chúng tôi xác định cái Đại hội Thể thao này là một trong những cái điểm nhấn vô cùng quan trọng. Đó là chúng tôi xác định là thể thao là phải gắn với lại các văn hóa. Tất cả cái diễu hành biểu dương lực lượng của các huyện, thành phố là phải gắn với cái văn hóa của địa phương, của quê hương chúng ta. Để thông qua cái văn hóa này để phát triển cái thể thao và thông qua thể thao để tiếp tục xây dựng văn hóa và con người của Vĩnh Phúc. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 6 có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên tranh tài ở 16 môn thi đấu.
Đến nay, 11 trên 16 môn thi đấu đã được tổ chức thành công. Với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc truyền hình trực tiếp vào lúc 19h45 phút ngày 28 tháng 9. Với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố để điều tra về hành vi trên. Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1975, ở phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Trần Văn Cẩn, sinh năm 1971, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; và Trần Trường Oanh, sinh năm 1989, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo. Theo tài liệu của cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở nhân viên nữ để phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn thành phố Tuyên Quang từ nhiều năm nay. Trong tháng 7 năm 2022, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là Nguyễn Thị Mai L, sinh năm 2009, Nguyễn Thị B và Bùi Thị Thu H, đều sinh năm 2008, ở tỉnh Bắc Ninh, đến thành phố Tuyên Quang làm việc cho Nhung. Để có được các nhân viên này, thì Nhung đã phải trả hơn 20 triệu đồng cho cơ sở karaoke nơi các nhân viên làm việc trước đó. Số tiền trên được tính là các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền xe taxi đưa đón. Và các cháu N, H, B phải làm việc để trừ nợ, kể cả tiền khách bo cũng phải nộp lại cho Nhung để trừ nợ. Trong thời gian làm việc thì bọn cháu không được cầm tiền mặt và họ bắt phải viết giấy nợ. Trong những khoản nợ gồm có tiền xe, ăn ở và tiền sinh hoạt cá nhân. Đầu tháng 8 năm 2022, Trần Văn Cẩn, chủ quán karaoke DJ Club ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, thông qua Trần Trường Oanh đã đưa cho Nguyễn Thị Nhung số tiền hơn 70 triệu đồng để chuộc 3 nhân viên nữ trên về làm việc cho quán karaoke của Cẩn. Tại đây, mỗi nhân viên được tính tiền công phục vụ khách là 100.000 đồng một giờ và được trừ vào số tiền nợ Cẩn đã dùng để chuộc các nhân viên trên. Tôi rất là ăn năn và hối hận. Nếu tôi mà hiểu được cái điều này từ trước thì tin chắc tôi sẽ không bao giờ vi phạm và không bao giờ thực sự là để vướng vào vòng lao lý như thế này. Đến giữa tháng 8 năm 2022, sau một thời gian đi tìm con gái là Nguyễn Thị Mai L và biết cháu L bị lừa bán, đang bị giữ làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, gia đình cháu L đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Bình Xuyên. Từ nguồn tin trên, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành kiểm tra quán karaoke DJ Club do Trần Văn Cẩn làm chủ, phát hiện có 9 nhân viên nữ, trong đó có Nguyễn Thị Mai L. Sau khi tiếp nhận cái tin báo tố giác về tội phạm của công dân, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành điều tra, làm rõ và khởi tố 3 đối tượng. Thế lợi dụng thì các cháu trong độ tuổi vị thành niên chưa có suy nghĩ chín chắn, nên là các đối tượng như là chủ quán hát hay là quản lý về nhân viên đã bắt các cháu nhận các khoản nợ. Để từ đó thì các cháu phải làm nhân viên phục vụ quán hát để trả nợ dần cho các chủ cơ sở. Hiện nay, tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi phục vụ trong các quán karaoke xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố với thủ đoạn phạm tội đa dạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này. Đồng thời tuyên truyền đến người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi đối tượng nghi vấn phạm tội mua bán người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.